Nghe chắc quý vị sẽ chịu, mà lần đầu tiên anh xuất hiện cùng với Ilan tại Minnesota, tại nơi đây không ai khác hơn là ông xã của tôi đó. Em xin mời anh. Mình của tôi đó. Dạ. Xin kính chào quý vị thân mến của tiểu bang Minnesota. Em giới thiệu thế nào mà anh đứng kia anh cứ hồi hộp, những lời em giới thiệu 3 lần có người. 3 lần anh mới được leo lên. Vâng. Đâu phải dễ gì. Anh rất vui. Một lần một mà leo lên ngay thì nó mất đi cái đặc biệt. Phải không quý vị? Từ từ thôi chứ. Rồi, anh rất vui làm sao? Anh rất vui, tôi rất vui là vì Ilan với tôi được về Minnesota đúng chớm mùa thu. Đây là một mùa thu rất đẹp của Midwest, North Central. Thứ hai nữa là sau nhiều tháng Covid, tôi thấy vợ tôi sung sướng và hạnh phúc.